2.000 đi. Mảng nào đứng ra bạn đó luôn. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tham gia cái giải đấu pizza do công ty Tiếng Phát số 8 tổ chức cho các bạn, là thi thố tài năng đam mê của các bạn. Cái thứ hai là để giúp chúng ta cùng giao lưu với nhau và cùng xả stress sau những ngày làm việc mệt mỏi. Cháu chúng ta sẽ có một bảng, và sau một bảng thì chúng ta sẽ chọn ra 7 vận động viên cùng với lại mình vào thi đấu vòng tứ kết, bán kết và chung kết. Thì dễ nhất anh nhắc lại cơ cấu giải thưởng ha, dễ nhất của chúng ta là 2 triệu đồng cộng một cái cơ cộng cướp vật cờ, dễ nhì chúng ta trị giá 1 triệu đồng cộng cờ, và đồng giải ba là 500.000 cộng cờ. Ngoài ra chúng ta còn có thêm một cái giải tư duy xuất sắc là có cờ và tiền. Đặc biệt thì giờ có anh Tám được ở những nước sẽ tài trợ cho chúng ta thêm 500.000 cái giải tay cơ có điểm cao nhất ha. Và chúng ta cho một tràng pháo tay luôn cùng mọi người. Rồi thì hôm nay lên tới đây thì anh chính thức khai mạc giải đi clip Tiếng Phát số 8 lần 1 á. Chúc cho giải đấu chúng ta được thành công tốt đẹp. Chúc cho các bạn có một ngày thi đấu vui vẻ với tinh thần thể thao cao đẹp ha. Rồi thì bây giờ chúng ta bắt đầu là dưới nhà bảng bây giờ chúng ta sẽ sắp thứ tự theo các bạn theo là đánh số từ các bạn là số 1, số 2, số 3, số 4 và các bạn phải là số 5. Thì theo thứ tự lấy thêm số trận đấu sắp bàn luôn. Trận đấu bữa nay mình tổ chức thì anh thấy sao? Hôm nay là thấy các bạn tham dự rất là nhiệt tình, rất là sôi nổi. Đó ra là tôi cảm thấy là rất là hài lòng với lại những gì đang diễn ra ở giải mình bây giờ. Mà vô thi đấu rồi mới cảm nhận là các bạn mới cảm nhận cái không khí thi đấu như thế nào, và nó khác biệt với lại cái không khí mà chúng ta thường tập luyện chơi vui với nhau. Vô đây thì rõ ràng có những cơ thủ quý nước ngoài rất tốt, nhưng ngược lại là vào giải lại không còn là chính mình. Thật ra là qua cái giải này thì mong những cơ thủ đó là họ sẽ có thêm nhiều cái trải nghiệm, nhiều cái kinh nghiệm hơn để mà tiếp tục gắn bó với bộ môn pizza này ha. Sơn quá tơi, lạnh rung giò luôn, nên là bạn Sơn thua.
Vậy là hôm nay là anh Lực là người may mắn đúng không? May mắn. Sao với mình được có cái hình vũ nói với nó rung như thế này nè. Hay mà sợ gì anh chở cấp luôn. Nào nãy giờ mới quýnh ra ký vậy. Sau 2 trận thắng thì Nhân cảm thấy sao? Mà dù trận đấu diễn ra rất là hồi hộp nhưng mà gà Bến Tre này, gà chiến. Idol top top. 6-6-6-6-6 cho biết cảm nghĩ rồi, Hôm nay thắng khá là hồi hộp nhưng mà mình vẫn thắng nha các bạn. Cảm giác sao? Thấy cũng hôm nay may mắn là sắp tới giải làm cơ series, không biết giờ anh em nào có hơn đúng không? Bây giờ trước mắt thấy hơi vui rồi đó. Câu thứ nhất thì anh nghĩ cảm thấy sao? Trong cái trạng thái nó cũng rất là áp lực vì đối với đối thủ của mình là anh Hậu đây cũng rất là hay. Cùng với cái kết quả gì rồi mình Tú? Nói chung là cũng cố gắng lắm rồi mà tại đối thủ mạnh quá chịu không nổi. Rồi lượt sau lần Tú đấu với ai ta? Với Lâm Văn Hậu. Cầu thủ đến từ Indonesia. Indonesia Cần Thơ phải không? Cái nhiệt độ trận đấu hôm nay sao? Trận đấu hôm nay được em. Được hả? Thứ nhất là vui. Vui đúng không? Là anh em có lòng nhiệt huyết lắm. Lâu lâu là anh em mới gặp lại đúng không? Lâu lâu mới gặp nhau đúng không? Đông đủ vậy hả? Anh hôm nay anh lội shop rồi. Chứ.